Dạ em xin kính chào quý thằng Tiền Vàng Mới Não ạ. Sáng hôm nay em có đọc của chị Hoa mấy anh chị. Đây chị đến mua được một mâm vàng luôn mấy anh chị nè. Chị mua là vàng 6-10 nha. Thứ nhất là chị mua một cái lắc món luôn à, cái lắc món túi tiền rất là dễ thương luôn. Cái lắc này có trọng lượng của nó là 2.6 nha quý anh chị nha. Lắc sẵn toàn tan món túi tiền ha, 2.6. Rồi thêm một cái nhẫn sòn 5 phi luôn, thanh mảnh dễ thương à, trọng lượng là 3.1 ạ. Tiếp đến là chị mua một cái đôm tay màu viền trà, màu trà pháp cho mấy quý anh chị nha. Bông tay này thì cũng tầm là 3 phân. Đó là xinh luôn. Thêm một cái combo nữa là dây với mặt. Đó, dây sắn vuông nha quý anh chị nha. Sắn vuông này trọng lượng của nó là 2.6. Mặt cái chuyện giọt này là một trà luôn. Đó, một chỉ với mấy anh chị ha. Trọng lượng là một chỉ à. Thêm một cái nữa cho mấy anh chị xem nè. Là cái này là chị mua là cái lát chuỗi nha. Cái lát chuỗi là chuỗi đá hộ phát luôn à, chị nói thêm có con thị hưu vào. Cái này may mắn nha quý anh chị nha. Đó, rất là xinh luôn. Trọng lượng cái mặt này á, là chỉ có là 1.88 thôi mấy anh chị. Rồi thêm là một cái đôi tay vàng công ty 980, rất là xinh luôn. Đó, băm này là hơn 1 chỉ ha. Thêm một cái nhẫn trơn 5 chỉ nữa. Rồi tổng bill chị ủng hộ là gần 70 triệu nha quý anh chị nha. Chị Hoa ơi, cái bỏ vô hộp hay là đeo? Dạ em xin kính chào quý anh Tiền Vàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng hôm nay thì em có lọc của anh Thanh nha mấy anh chị. Đến ủng hộ là một cái sợi dây vàng công ty 980 nè. Dây này là 2 lượng đúng luôn nha. Dây Hồng Kông mới quấy bào. Giá cực kỳ sáng chiếu luôn. Rồi thêm một cái lắc tai vàng công ty 980 luôn. Rồi cái lắc tông sạc tông nguyên bộ luôn mấy chị ha. Cái lắc cái trọng lượng là 6.5 chỉ. Rồi tổng bill mà chị mua ủng hộ cái hai sản phẩm này là 150 triệu nha. Cái này em xin bỏ vô hộp chị. Em xin kính chào quý hàng của tiệm vàng Kim Thảo. Buổi trưa ngày hôm nay nhà em có lọc được đại gia đình khách bên Mỹ về ha, gia đình chị Hạnh ha. Ghém hồ tiệm vàng Kim Thảo toàn những siêu phẩm là cực đẹp luôn ạ. Vừa có vàng 980, vàng 610 luôn ạ. Đây ạ, đây là có kiền cổ 980 ạ. Kiền cổ chạm hoa văn rất là sắc sảo, sáng lung linh luôn ha. Lựa thêm một cái lắc nam dạng giả đúc bọng, bọng giả đúc nè. Chạy đường viền giác động rất là sáng lung linh luôn. Thêm đường biên kim tiền á, rất đẹp luôn. Chị lựa thêm một cái lắc huyền hoa. Huyền hoa trắng đó. Huyền hoa trắng rất đẹp luôn, bông mai sáng lung linh luôn nha. Rồi, chị lựa thêm một combo là dây đúc rồng luôn, cũng để đeo cùng bộ với cái lắc luôn. Đây chạm mắt rồng nè, móc máy rồi sáng lung linh luôn. Mặt Phật Di Lặc rất cười rất tươi luôn, đem thần tài may mắn tới cho chị ha. Rồi chị lựa thêm một combo là kiền diễu nữ luôn, hai màu. Rất là sáng luôn. Lắc hai màu luôn, đeo cùng combo bộ luôn ha. Tổng số tiền chị mua là khoảng là 165 triệu mấy trăm. Em cảm ơn đại gia đình của chị đã ghé mua tiệm vàng Kim Thảo bên em ạ. Xin chào quý thằng tiệm vàng Kim Thảo ạ. Chị em cái lọc của chị Hương nha mấy anh chị. Dễ đúng mùa là hai cái lắc tay vàng công ty 980 à, một cái nhẫn nè mấy anh chị nè. Đó, thế là một cái kiền luôn ha. Một cái kiền rất là đẹp luôn. Thứ nhất là chị mua một cái nhẫn. Đó, cái nhẫn này trọng lượng vàng của nó mấy anh chị ơi là trọng lượng nó tầm khoảng là có hơn 1 chỉ mấy chị nha. 1 chỉ 22. Đó, rất là đẹp luôn. Nhẫn phương tắm, hai cái lắc tay vàng công ty 980. Đó, mỗi cái có trọng lượng là 5 chỉ nha quý anh chị nha. Hai cái là một lượng. Rất là xinh luôn. Rồi tiếp đến là chị mua một cái kiền vàng công ty 610. Đó, có chữ thương hiệu luôn nha quý anh chị nha. Kiền này trọng lượng vàng của nó là một lượng và một lượng mốt nha mấy anh chị. Rồi rất là xinh, chị có phối hợp với là một cái mặt dây chuyền luôn ha. Tổng bill chị muốn mua là 110 triệu ha. Rồi cái này em bỏ vô chị luôn. Chị Lưu ơi, chị Lưu. Chị Lưu. Xong rồi nè chị nè. Dạ em xin kính chào quý thằng tiệm vàng Kim Thảo ạ. Sáng hôm nay có lọc của chú Dũng nha mấy anh chị. Đây chú đến mua một cái nhẫn nè mấy anh chị nè. Ờ nó đẹp chưa. Cái này là phong nhẫn nam nha. Đá quá, đá mắt mèo cực kỳ sang luôn. Đó. Đây còn lại ông Di Lặc nha mấy anh chị. Ông Di Lặc nha. Ờ rất là sang cái phong đá này luôn. Phom này không đặt riêng nhưng mới có hàng nha mấy anh chị nha. Còn không phải là khuôn có sẵn trên thị trường ha. Cái nhẫn này trọng lượng vàng có là 6.4. Rồi con đeo vào chú luôn nha. Nhẫn này. Đó, tổng bill của nhẫn này là 27 triệu hơn nha mấy anh chị ha. Trời ơi quá đẹp luôn. Rất đẹp cái hộp của chú. Cái hộp đeo sáng lắm luôn á. Rồi con gửi đơn chú Dũng nha. Cảm ơn chú rất là nhiều, mua hàng con mua sáng luôn. Cảm ơn chú. Chào quý hàng tìm hàng Kim Minh Thảo ạ. Sáng hôm nay có đọc của chị Lê nha mấy anh chị. Chị đến đúng mùa là Siemens nè. Cái này chị mua Siemens là bản 56 nha. Cái này bản là bản nhất tầm 10 phân của mấy anh chị ơi. Trời ơi, một bộ này có trọng lượng là 1 lượng 2, 3 phân 13 nha quý anh chị nha. Tổng bill là 45 triệu bộ xi măng này, 2, 4, 6, 7 dòng. Trời ơi, đẹp quá chị ơi, cái này là xi măng có khóa luôn nha chị. Giữ cái đơn giùm em nha, sau này mình đổi đúng nhau tiền công cho chị ha. Cảm ơn chị Lê nhiều. Em xin kính chào quý thằng tiền vàng Kim Minh Thảo ạ. Chị hôm nay có lọc bánh tùm với mấy anh chị. Anh đến đóng ngồi là một cái nhãn sòn ý nè mấy anh chị nè.
Đó, cái này là hộp cao cấp luôn nha quý anh chị ha. Cái nhẫn này trọng lượng là 16g 5, 16g rưỡi ha. Rất là đẹp luôn. Đặc biệt ở trong của nó là đai kim tiền không mấy chị nè. Đó. Rất là đẹp ha. Rồi, xuất sắc nha mấy anh chị. Rồi, đặc biệt một cái siêu phẩm nữa là anh chọn cho mình là một cái sợi dây Hồng Kông. Dây Hồng Kông móc máy trơn nha quý anh chị ha, 5 lượng hơn xíu. Giác bào luôn, rất là sáng luôn, đặc biệt khóa là khóa hộp nha mấy anh chị. Cái này trồng đào luôn ha, 6 tắc luôn. Rồi tổng bill mà dây với mặt là anh mua là 210 triệu ha. Đeo không nha, đeo cho anh luôn. Đeo, ngại. Rồi bỏ hộp cho anh chị Kỳ ơi. Đeo nhẫn đi ạ. Dạ em xin kính chào quý thằng chị Bà Kim Thảo ạ. Tối hôm nay có lọc của chị thấy nha mấy anh chị. Dễ nó mua là một cái sợi dây ống đồng nha, vàng công ty 980, 3 lượng 1. Dây này có chiều dài là 5 tắc rưỡi nha quý anh chị nha. Trọng lượng là 3 lượng 1, trời rất đẹp luôn. Từng cái mắt vuông nó lồng đèn quá chị nè. Thêm con rồng cuộn quanh nha. Khóa là khóa chữ M luôn. Đó. Vàng công ty 980 người ta chỉ làm được cái khóa này thôi nha quý anh chị ha. Rồi tổng bill này là 175 triệu. Quá đẹp quá quý anh chị. Đây bỏ hộp chị gái nha. Em gỡ đơn chị nha. Dạ em xin kính chào quý thằng tiệm vàng Kim Thành Thảo à. Tối hôm nay có lọc của chị Ti nha quý anh chị nha. Anh chị đến mua ủng hộ là một cái sợi dây lông phụng ạ. Đây mấy chị ơi, rất là đẹp luôn nha. 7 cái túi tiền nó nối xung quanh toàn ten ở dưới luôn mấy chị ơi. Đó, số 7 là số phái nha mấy chị. Trọng lượng cái dây này là gần 7 chỉ nha. Tổng cái đẹp cái dây này là 40 triệu hơn xíu à. Đẹp quá mấy chị ơi. Vàng công ty 980 nha quý anh chị ha. Xuất sắc luôn. Đây cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đây chị ơi, bỏ cho khách này nè. Gỡ đây hết luôn nha. Dạ em xin kính chào quý thằng tiệm vàng Kim Anh Thảo nha. Hôm nay thì mới vừa về thêm một cái lô vàng công ty 610 nha mấy chị. Về rất là nhiều sản phẩm luôn. Đây nè, đây là nguyên một cả mâm bông tai vừa có sắc tay và toàn tên cho bánh niêu của em nha. Em về một mâm này là hơn số lượng là hơn cả 100 đô nha bánh niêu của em nha. Bên này là một cái loại mâm lắc ban, trời ơi quá trời đẹp luôn. Vàng công ty 610 bánh niêu của em ơi. Vừa có lắc nhỏ và vừa có lắc lớn cho bánh niêu của em luôn nha. Có tâm đưa cho mấy chị luôn. Rồi trên này giùm em ha, mấy mẫu nhẫn và mẫu nhẫn bông tai toàn ten hình trái tim bông khoen quá trời đẹp mấy chị ơi. Bên này là nghiêng về ha, trời ơi xuất sắc đó chị nè. Mấy mẫu nhẫn thương hiệu, mẫu nhẫn thanh mảnh cực kỳ thương, em đã về hàng cho bánh niêu kem rồi nha. Rồi những sản phẩm này làm sẽ lên like vào lúc là 6 giờ tối cho bánh niêu kem nha. Địa chỉ tìm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em chúc bánh niêu kem một buổi tối thật là vui vẻ luôn nha mấy chị. Rồi em hẹn bánh niêu kem vào lúc là 6 tối ngày mai sẽ lên like mẫu này cho bánh niêu kem nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Dạ em xin kính chào quý hàng tiệm Kim Anh Thảo nha. Hôm nay thì mới vừa về với một cái lô Italy 750 và rất là nhiều sản phẩm luôn. Đây nè, em có về mấy mẫu lắc sắn cho mấy nhiêu em nè. Đó, lắc sắn là em có về lắc sắn vuông nha, lắc sắn bướm này, lắc sắn ý mấy chị nè, oval luôn nha. Em có về thêm mẫu loại dòng đinh màu trắng và dòng cơ ti ở trên này là em có về thêm mấy mẫu nhẫn mấy chị ha, mẫu nhẫn phông dài màu hồng và màu trắng nên luôn. Bên này là em mang đưa lên cho mấy nhiêu em là những cái sợi dây liền mặt rất là dễ thương cho mấy nhiêu em luôn nha. Và cơ ti thương hiệu rất là nhiều luôn nha mấy chị. Ấy bên em live vào lúc 9 giờ sáng ngày mai nha. Em mà bánh niêu kem vào lúc 9 giờ sáng ngày mai xem live bánh niêu kem nha, chốt đơn nha. Rồi sản phẩm quá nhiều luôn. Địa chỉ tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Em mà bánh niêu ghé tiệm nha. Em xin chúc tình yêu của em là một ngày thật là vui vẻ luôn nha. Buổi tối thật là bình an, vui vẻ luôn nha mấy chị. Bye bye bánh niêu của em nha.